Vài câu chuyện về người Việt ở Mỹ. Chúng ta vẫn quen với việc Việt Kiều ở nước ngoài nói chung, ở Mỹ nói riêng, gửi tiền cho thân nhân, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai. Chính vì vậy, có người nghĩ rằng hẳn là đời sống của Kiều Bào bên ấy rất thoải mái, sung sướng. Thực tế, cuộc sống của một người Việt bình thường ở Mỹ không hề dễ dàng. Có những khó khăn, vất vả, phấn đấu, có những đồng tiền gửi về quê nhà thấm đẫm những giọt mồ hôi. Vất vả của những người Việt lớn tuổi. Điểm chung của những người này là không rành tiếng Anh để tiếp xúc với người bản xứ, dù khi ở Việt Nam có nhiều người học ngoại ngữ, có bằng cấp đàng hoàng. Lý do đơn giản là họ học nhưng ít có dịp thực hành, nói chuyện với người nước ngoài, mà không người bản xứ nào nói chậm, rõ ràng để họ tiếp thu và phản ứng. Người ta nói ào ào như nước chảy hoa trôi, ai xem phim mà hiểu được chỉ mang máng thôi. Những lời đối đáp của các nhân vật là xem như là khá rồi. Có hiểu người ta nói gì mình mới trả lời được. Trả lời được bằng một câu dài vài chục từ thì càng giỏi hơn. Trước khi qua Mỹ, có người tưởng tượng thân nhân mình bên đó thật là sung sướng. Thế nên họ nghĩ rằng qua bên đó mình cũng sẽ được như thế. Chỉ thấy hào nhoáng có hình là có nhà lầu xe hơi, có vườn hoa cây cảnh trong nhà bài trí sang trọng. Đã sướng rồi. Lại còn đi du lịch, nhà hàng, dự tiệc cưới, sinh nhật khiêu vũ. Đúng là thiên đường. Chưa kể còn nghe thấy ông bà Việt Kiều về thăm quê hương nói toàn chuyện giàu sang, kiếm tiền dễ như lượm lá rụng ngoài đường. Đến khi bước xuống máy bay, được thân nhân đón về nhà, chỉ hôm sau là người mới hiểu hết mọi sự. Nhà to, rộng, nhiều phòng như thế nhưng không có chỗ cho người ngoài trú ngụ. Bởi khi mua hay là thuê nhà họ đều tính xem trong gia đình có bao nhiêu người, cần bao nhiêu phòng, ít khi nào hai người ngủ chung một phòng trừ vợ chồng. Mỗi đứa con dù nhỏ cũng có phòng riêng, may ra người thân sẽ được ở tạm phòng đứa nhỏ nào đó đi học xa, thỉnh thoảng mới về. Thế nên dù cha mẹ, anh em ruột thịt bảo lãnh qua, ai cũng phải lo kiếm một chỗ ở riêng. Nhưng muốn vậy phải có tiền, phải tìm việc làm, nếu không thạo tiếng Anh, phải kiếm việc nào đó chủ là người Việt hoặc làm việc đơn giản mà người chủ chỉ cần ra dấu là hiểu. Đó là các tiệm, các việc làm vệ sinh, các building như là hút bụi, lau bàn ghế, chùi phòng, vệ sinh, cắt cỏ, làm vệ sinh trường học, quét dọn nhà hàng, giữ trẻ nếu là phụ nữ. Trước đây nghề làm móng tay có thể sống được nhưng bây giờ cũng ế ẩm vì kinh tế suy thoái. Ở California còn có nghề lắp ráp máy móc điện tử, nhưng các hãng đã đưa việc này qua các nước có giá nhân công rẻ, khiến cho số người thất nghiệp ở vùng thung lũng hoa vàng ở Bắc California đã tăng lên rất nhiều. Hiện nay lương tối thiểu được chính phủ quy định là gần 7 đồng hoặc là 8 đồng tùy theo tiểu bang. Mỗi tháng sẽ kiếm được từ là 1.000 đến 1.200 đồng sau khi trừ thuế và an sinh xã hội. Và muốn đi làm phải có xe và tự lái đi sau khi thi lấy bằng. Vậy là phải có ít nhất vài nghìn USD để mua một chiếc xe cũ tạm dùng được. Khi có việc làm, có thu nhập thì việc nghĩ đến là tìm nhà để mướn. Trung bình một căn hộ 2 phòng có giá trên là 1.000 USD, giá này đã được tính vào năm 2010. Rồi thì áo quần, nào là ăn uống, các chi tiêu bắt buộc khác, tiền điện, tiền gas, tiền điện thoại, tiền nước, tiền rác, tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, thuế xe, v.v. Thử lấy mức thu nhập trên trừ cho chi tiêu, rõ ràng là không đủ. Vậy nên hai vợ chồng đều phải có việc làm. Các con lớn tuổi phải vừa đến trường vừa đi làm cuối tuần để phụ giúp cha mẹ. Cũng có những triệu phú người Việt, nhưng số này khá ít. Những người lớn tuổi qua Mỹ với gia đình, con cái phải làm tối tăm mặt mũi, không biết ngày lễ Tết, cuối tuần là gì, mà làm những việc chân tay, lương thấp. Có người làm đến 60-70 giờ một tuần, làm 2-3 chỗ, từ sáng cho đến khuya. Ở Âu Mỹ, không riêng người Việt mà người bản xứ cũng vậy, bị cho nghỉ việc là xanh mặt. Cũng may là đa số người Việt biết lo xa, không giống người Mỹ da màu. Có nhiêu xài nhiêu, đến khi kẹt thì kêu réo sợ xã hội, kinh tế suy thoái, thất nghiệp. Nhiều nhưng rất ít người Việt ở Mỹ bị tịch thu nhà, phải ra đường ngủ hoặc là nhờ đến cứu trợ của chính phủ, vì họ biết tiết kiệm và tự trọng. Chuyện thực tế ở hải ngoại, người nào hiểu được thì không ham đi, trừ những người có con còn nhỏ qua Mỹ để tiện việc học hành, hoặc là các gia đình khá giả đem tiền qua Mỹ kinh doanh như mở tiệm buôn, nhà hàng. Thế hệ người Việt sinh trên đất Mỹ sống tốt nếu cố gắng. Những đứa trẻ theo gia đình qua Mỹ hoặc là sinh trưởng ở Mỹ
được đến trường từ khi còn nhỏ, nói tiếng Mỹ như người bản xứ. Nếu cha mẹ không dạy con nói tiếng Việt trong gia đình hoặc là cho đến trường học tiếng Việt, thì thế hệ này đúng là dân Mỹ da vàng mũi tẹt. Đa số họ học giỏi nên có bằng cấp, nghề nghiệp vững vàng, lương tối thiểu là 50.000 USD trên một năm. Họ thường lập gia đình với người Việt hoặc là người gốc châu Á. Nghề thông dụng họ chọn là công nghệ thông tin, nha sĩ, bác sĩ, những nghề tự do, nhiều tiền. Nếu hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học sau khi cưới xong, họ thường mua nhà mới giá từ nửa triệu đô trở lên với 5-7 phòng ngủ, nhưng lại không muốn ai ở chung, kể cả cha mẹ, anh em của mình. Mục đích của việc mua nhà mắc tiền là để được chính phủ trừ thuế. Ví dụ như một năm, lương thu nhập hai vợ chồng là 100.000, thuế nhà là 5.000, tiền lãi vay mua nhà trả góp là 5.000, năm đó sở thuế chỉ đánh thuế thu nhập là 90.000. Thuế thu nhập tính theo lũy tiến, lương càng cao, thuế càng cao. Thế nên nếu không biết tiết kiệm cũng chẳng dư giả bao nhiêu. Vì thế hệ này lớn lên ở Mỹ, có tâm lý và lối sống như người bản xứ, nên cha mẹ đừng hy vọng nhờ vả hay được để ý thăm viếng và săn sóc. Lớp người trẻ này được lớn lên ở xứ người, học hành thành tài, có công ăn việc làm, hội nhập vững vàng vào xã hội bản xứ. Nhưng muốn tiến lên tầng lớp đó, họ phải học hành rất vất vả. Ở Việt Nam, học sinh, sinh viên còn có thời gian giải trí sau giờ học, chứ ở Mỹ thì không. Cô cậu nào ham chơi, không chịu học là coi như tương lai không còn. Từ tiểu học, trung học cho đến đại học, lúc nào cũng tối tăm mặt mũi vì bài vở. Lên đại học phải đọc rất nhiều sách do giáo sư chỉ định, không đọc không thể làm bài. Có thể nói để kiếm được đồng tiền để gửi về cho người thân trong nước không đơn giản. Ở California hay ở Texas, vẫn có những người già đến các thùng rác bươi móc vỏ chai, lon nhôm, bán lấy tiền, dành dụm gửi về thân nhân nghèo chút quà Tết. Thực chất cuộc sống ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có những nỗ lực và khó khăn riêng của nó. Quyên góp, cứu trợ thiên tai, đóng góp nhiều nhất là những người lao động chân tay, đồng bạc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Tuy tiền đóng góp không bao nhiêu, nhưng gói ghém trong đó là cả một tấm lòng yêu thương đồng bào quê hương của mình, cũng như tất cả những người thân ở quê nhà. Trẻ tay tự lọc một phần vì bố mẹ biết trân trọng oxy. Làm bảo mẫu ở Canada, chị Thu Hương nhận ra rằng các bậc cha mẹ ở đây không bao giờ làm gì khiến con coi thường người giúp việc. Chị Thu Hương, 30 tuổi, đang sống cùng chồng và hai con tại Canada, đã tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng khi theo chồng ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh, bằng cấp của Thu Hương không được công nhận. Chị ở nhà chăm sóc khi có ông bà sang chơi và hỗ trợ trông các bé. Chị Hương đi làm người trông trẻ cho các gia đình bản xứ. Chia sẻ những quan sát của mình về cách người dân ở Canada sử dụng giúp việc trong gia đình. Đến nay, tôi đã làm giúp việc tại Canada được hơn 1.5 năm. Lần đầu cách đây 3 năm, tôi cũng từng giúp việc cho một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt. Cả hai đều là giáo sư. Anh chị làm việc ở nhà nên lúc nào họ cũng có thể phải nghe giọng hát ru eo éo của tôi, vì tôi hát rất to và giọng đọc sách tiếng Anh còn rõ dấu ấn Việt. Dù ông bà chủ có mặt ở nhà, tôi không bao giờ cảm thấy bị áp lực. Cặp vợ chồng thứ hai tôi đến giúp việc cũng cùng độ tuổi với cặp thứ nhất, gần 50 tuổi. Họ đều là luật sư và là người carer. Họ không có con đẻ và đã sang Đài Loan nhận con nuôi. Từ khi còn nhỏ, hai đứa trẻ đã được bố mẹ giải thích thế nào là con nuôi, kể cho nghe câu chuyện chúng được các bảo mẫu nuôi nấng trong thời gian ở trại trẻ mồ côi thế nào, rồi bố mẹ đến đón về ra sao. Họ cũng giúp con hiểu rằng hai khái niệm con nuôi, con đẻ không liên quan gì đến tình cảm cha mẹ và con cái. Phải nói là ở cả hai gia đình, lý do tôi được chọn chủ yếu là vì biết nói tiếng Việt và tiếng Trung. Hơn nữa tôi có học, chồng có bằng tiến sĩ. Tại đây trong số rất nhiều người đăng ký làm giúp việc, không ít người có trình độ cao, thậm chí cao hơn tôi. Trong số hơn 50 người đăng ký làm giúp việc cho gia đình cặp vợ chồng Keller, có 5 người được chọn để phỏng vấn và sau vòng đó, tôi là người được chọn ngay làm nanny. Nanny trong tiếng Anh có thể dịch là bảo mẫu, người trông trẻ, người giúp việc có thể tương đương với khái niệm là housekeeper.
Nhiệm vụ của nanny chỉ liên quan đến trông trẻ, chăm sóc trẻ, cho trẻ tham gia các hoạt động để phát triển như ăn, ngủ, học chơi. Nhưng cũng có nhiều gia đình yêu cầu nanny làm một số việc của một người giúp việc. Khi tôi đến làm việc, ông bà chủ nói ngay rằng tôi không cần làm các việc dọn dẹp, giặt giũ, đi chợ, chỉ chăm trẻ con và nấu bữa tối. Bà chủ lúc nào cũng sắp sẵn nguyên liệu và tên món ăn cùng một công thức. Mỗi hôm chỉ một món và đều là các món vô cùng đơn giản. Tôi không phải là người dọn dẹp, đồ hai đứa trẻ bày ra thì chúng có trách nhiệm phải dọn. Tất nhiên vì trẻ còn bé, khi tôi đến thì bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ 4 tuổi. Nên tôi lần nào cũng phụ cùng. Làm mô xin bên đây thực sự là còn khó hơn ở Việt Nam, bởi mình không làm hết mọi việc mà phải dạy bọn trẻ làm việc, phải thay bố mẹ giáo dục chúng tham gia vào công việc gia đình, chịu trách nhiệm chăm sóc bản thân và chia sẻ việc nhà với người lớn. Chính vì thế, hai con của gia đình tôi giúp việc luôn biết trách nhiệm của bản thân. Có lần, thấy đã muộn và ông bà chủ sắp về, tôi tự đi dọn sau khi nhắc nhở vài lần mà bọn trẻ vẫn la cà, thì cậu em hiện 5 tuổi lại gần bảo, cô không cần phải dọn cho bọn cháu tự làm. Cái giọng nói đó hệt như giọng của bố mẹ bé nhắc nhở con. Họ thường nói với các con rằng tôi không có trách nhiệm phải làm thay chúng. Có lúc bọn trẻ xây lều, bày biện đủ thứ trong nhà rồi tự nhiên không muốn chơi nữa mà muốn ra ngoài tập thể thao. Chị lớn bảo em nhỏ phải dọn dẹp, cậu em cằn nhằn kêu ca nhưng cuối cùng cũng vẫn phải vào dọn. Tôi thấy thương nên bảo thôi cháu ra ngoài, cô dọn cho. Thế là cậu nhóc ra ngoài chơi. Lúc sau khi vào, thấy mọi thứ đã sạch sẽ. Bé Kun Kut cảm ơn tôi, ra điều rất cảm kích. Bình thường khi bé lớn đi học, ở nhà chỉ có tôi và bé nhỏ thì bạn ấy luôn giúp tôi rửa bát. Mặc dù nhà có máy rửa bát nhưng bé thích làm việc này. Thỉnh thoảng khi đang chơi thấy tôi làm việc, bé cũng chạy ra hỏi, cháu giúp cô nấu ăn được không? Ở nhà nhé. Không hẳn lúc nào bọn trẻ cũng thiên thần như vậy. Có nhiều lúc đồ chơi bày ra bé cũng không chịu dọn. Nhưng đứa trẻ nào chả thế, con mình cũng vậy. Đặc biệt là bé mới 5 tuổi, lại là con trai. Nhưng bé biết mình có trách nhiệm phải làm, chẳng qua là nhiều khi mệt nên không thèm quan tâm nữa. Hàng ngày tôi nói tiếng Trung với lũ trẻ, cho hai bé làm bài tập, luyện đọc tiếng Anh. Khi đảm nhận vai trò là gia sư, tôi không bao giờ làm hộ trẻ. Có những lúc hai đứa lười làm bài tập, tôi nói không được thì cũng kệ đó, bố mẹ trẻ mới là người xử lý khâu này. Khi về nhà họ sẽ kêu con cái ra nói chuyện. Các bậc cha mẹ khi mời gia sư đến dạy con cũng phải xác định rằng giúp trẻ hoàn thành mọi bài tập về nhà không phải là mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của gia sư. Vì vậy, họ không gây áp lực lên gia sư, không buộc gia sư phải làm hộ bài tập cho con mình. Có lần tôi đến trường gặp thầy giáo của các bé, nghe thầy giới thiệu mình là cô giáo của hai trẻ. Tôi sửa lại rằng mình chỉ là bảo mẫu thôi, nhưng vị này vẫn nói là bảo mẫu cũng như là giáo viên mà. Cách đây không lâu, tôi đọc bài viết của một nhà giáo dục tại Việt Nam nói rằng trẻ ở Việt Nam hư vì có ô xin hay là gia sư. Tôi thấy không đúng. Người Việt cần thay đổi cách nhìn về vai trò của người giúp việc hay là trông trẻ trong gia đình. Giáo viên, người trông trẻ cũng như là cha mẹ đều có trách nhiệm như nhau đối với quá trình phát triển trưởng thành của một đứa trẻ. Mục đích của chúng ta là giáo dục trẻ trở thành một cá nhân có trách nhiệm, ý thức với bản thân, gia đình và xã hội. Kể cả khi người trông trẻ không có trình độ học vấn cao thì họ vẫn có thể đóng vai trò như là một người bà, người cô họ, người thím, người bác gì đó trong gia đình. Ở bên Tây, mối quan hệ qua lại lâu dài, bền vững giữa người giúp việc với gia đình chủ đặc biệt được coi trọng. Trong thời gian làm việc ở đây bên này, nhiều khi tôi chưa chỉn chu, cũng có lúc mắc lỗi, nhưng chưa bao giờ bị ông bà chủ nói nặng lời câu nào. Họ cũng chưa bao giờ sai khiến, chỉ dẫn cái gì. Họ luôn tạo cơ hội cho tôi hỏi han mọi điều. Có bất cứ việc gì họ chỉ dạy con mình chứ không bao giờ dạy người giúp việc. Họ luôn cố gắng tỏ ra tôn trọng tôi và tôi thừa hiểu là họ đang làm gương cho con cái. Nhiều gia đình có gia sư hay là ô xin ở Việt Nam không như vậy. Họ không nỗ lực biểu hiện thái độ tôn trọng, biết ơn người giúp việc nên con cái cũng không nghe lời và thậm chí còn có thái độ coi thường người làm nghề này. Công việc này nghe có vẻ thấp hèn nhưng tối quan trọng vì nhiệm vụ của nó có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành phát triển thể chất, nhân cách của những đứa trẻ.
Ở Mỹ, trẻ em có 3 quyền riêng tư mà chúng ta nên biết. Mấy ngày gần đây, một ông bố người châu Á do tắm cho con gái 10 tuổi đã bị cảnh sát Mỹ bắn chết. Sự việc này đã dẫn đến sự phản ứng kịch liệt cả trong và ngoài nước Mỹ. Bi kịch này không chỉ phản ánh sự khác biệt về văn hóa của Đông và Tây Phương, nó cũng trực tiếp liên quan đến quyền riêng tư của trẻ em ở Mỹ. Có lẽ những người Đông Phương nhiều người không hoàn toàn hiểu rõ về vấn đề này. Bảo vệ quyền riêng tư là một nội dung quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ ở Mỹ. Quyền riêng tư về thành tích học tập. Cho dù thành tích học tập là tốt hay xấu, tất cả thành tích học tập của học sinh Mỹ đều thuộc về quyền riêng tư. Các trường học của Mỹ và gia đình đều có nghĩa vụ là bảo vệ quyền này. Ví dụ như, giáo viên tiểu học hay trung học tại Mỹ sẽ không công khai thành tích của học sinh trước lớp, càng không bao giờ sắp xếp thứ tự dựa vào thành tích. Cho dù là ở đại học của Mỹ, nếu các giáo viên muốn công khai thành tích cũng không được đưa ra tên của sinh viên đó, nhiều lắm chỉ là viết 4 chữ cuối của mã số trên thẻ sinh viên. Tại trường tiểu học và trung học ở các nước châu Á thịnh hành xếp danh sách, một mùa hè tôi có dịp đến một trường trung học tham gia dự thính. Hôm đó đúng vào hôm công bố thành tích của học sinh. Khi giáo viên trên bục giảng dựa vào thành tích cao thấp để công bố, tôi thực sự là cảm thấy có khó chịu thay cho những học sinh có thành tích kém hơn. Nếu như theo quan điểm của người Mỹ, thì đây là sự công khai phân biệt đối xử. Đối với quyền riêng tư về hình ảnh cá nhân, là phụ huynh thì ai cũng muốn chụp ảnh con của mình, và phụ huynh Mỹ cũng không phải là ngoại lệ. Chụp ảnh ở Mỹ mặc dù rất đơn giản, nhưng khuôn mặt của trẻ em thì hoàn toàn không đơn giản. Nếu như bạn chưa được sự cho phép mà chụp ảnh đứa trẻ của một nhà nào đó, nếu như gặp phải một phụ huynh nghiêm khắc, rất có thể bạn sẽ phải đi hầu tòa. Những hoạt động tập thể tại Mỹ rất khó để tránh chụp ảnh tập thể. Nếu như bạn không muốn con của mình lộ diện trong các bức ảnh tập thể, thì trường học của Mỹ sẽ cho bạn một bảng biểu để bạn có thể viết lý do cá nhân của mình. Tôi cũng rất thích chụp ảnh con của mình, cũng thường cho ảnh chúng lên blog. Có một lần tôi đã vô ý đưa một bức ảnh chụp chung của con tôi và các bạn cùng lớp lên blog. Việc đó đã bị con của tôi phát hiện ra. Điều này thật tồi tệ, tôi dường như trở thành một người xấu trong mắt chúng. Mẹ chưa có được sự đồng ý mà lại đưa ảnh của các bạn con lên đó, mẹ hãy xóa nó đi. Câu chuyện nhỏ này không có nghĩa là con tôi quá cứng nhắc, mà nó nói lên sự thành công của nền giáo dục Mỹ. Không cần phải thuyết giáo, không cần phải nhắc nhở, mỗi một học sinh đối với quyền riêng tư về hình ảnh cá nhân ở Mỹ đều tự giác có ý thức bảo hộ. Còn đối với quyền riêng tư về thân thể, từ khi còn ở nhà trẻ, trẻ em Mỹ đã được dạy về quyền riêng tư thân thể. Chúng từ bé đã được giáo dục, nếu như ai sờ vào bộ phận riêng tư của các em thì các em phải nói ngay với phụ huynh và giáo viên. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với ông bố người châu Á bị cảnh sát Mỹ bắn chết. Rốt cuộc đã làm gì không thích hợp để mất đi tính mạng? Đầu tiên là cách thức giáo dục của ông bố về khả năng sinh hoạt độc lập của con gái là không thích hợp. Một bé gái 10 tuổi hoàn toàn có thể tự tắm được rồi, tại sao vẫn phải để bố giúp? Thực ra ông bố và cô con gái đều sinh sống tại Mỹ, nhưng cả hai đều thiếu hụt kiến thức cần có về quyền riêng tư thân thể. Cuối cùng, ông bố này không nên dùng dao để chống cự lại cảnh sát, mà nên tự nguyện để cho cảnh sát khống chế, sau đó có thể khiếu nại. Đối với ba quyền riêng tư này, tôi không hề cho rằng người Mỹ quá cứng nhắc, mà cho rằng nền giáo dục của Mỹ là nhân đạo hơn, tôn trọng những điều riêng tư của trẻ. Kỷ luật chính là tôn trọng nhân cách của trẻ. Chỉ như thế thì những trẻ có thành tích học tập kém mới không bị người khác chê cười. Những trẻ không thích lộ diện vì lý do cá nhân nào đó cũng không bắt buộc phải chụp ảnh tập thể. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.